165.000 lượt truy cập mỗi ngày, tăng 45.000 lượt truy cập một ngày so với năm 2021. Tổng lũy tích 115 triệu lượt truy cập, tăng thêm 51 triệu lượt truy cập trong năm 2022. Được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ biểu dương và xếp hạng top đầu Cổng Thông tin Điện tử cả nước tại Hội nghị Nghiệp vụ Toàn quốc. Năm 2022 được đánh giá tập thể lao động hoàn thành xuất sắc. Đó là một vài con số phần nào thể hiện vai trò uy tín, vị thế của kênh thông tin chỉ đạo điều hành Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên trong năm 2022. Đằng sau sự thành công là những giọt mồ hôi của quá trình nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách. Tư duy không ngừng đổi mới, luôn linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành và ứng dụng mạnh mẽ toàn diện nhiệm vụ chuyển đổi số trong tất cả các khâu đã khai mở cánh cửa thành công và khẳng định vị thế của một cơ quan truyền thông cấp tỉnh. Trên cơ sở 55 chuyên trang chuyên mục hiện hữu, trong năm 2021 và năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên đã cơ cấu lại theo hướng khoa học, thẩm mỹ, tiện ích để người xem có thể dễ thấy, dễ tìm, dễ tra cứu thông tin. Đồng thời đã nghiên cứu mở mới gần 20 chuyên mục sát với nhiệm vụ chính trị, phục vụ tốt công tác thông tin và chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và hoạt động của các sở ngành địa phương doanh nghiệp. Cùng với đó, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên phiên bản tiếng Anh đã chính thức ra mắt, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh Thái Nguyên tới độc giả trên toàn thế giới, phục vụ công tác quảng bá đối ngoại và thu hút đầu tư vào tỉnh. Tăng tốc độ đường truyền, đảm bảo tính tức thời của thông tin. Trung tâm thông tin đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Thái Nguyên và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo đường truyền thông suốt và tuyệt đối an toàn cho hoạt động của Cổng Thông tin Điện tử trên môi trường mạng 24/24 giờ. Ứng dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số tại tất cả các quy trình sản xuất thông tin, từ tác nghiệp, truyền tin đến biên tập, phát hành nội dung thông tin số đa phương tiện. Tất cả được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý tác nghiệp. Huy động nhiều nguồn lực để đầu tư trang thiết bị làm việc, hệ thống máy móc chuyên dụng cho cán bộ, phóng viên theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Đặc biệt, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Thông tin đã hoàn thành đưa vào hoạt động trường quay chuyên dụng phục vụ các cuộc tọa đàm, đối thoại trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, đổi mới phương thức thông tin với tiêu chí nhanh chóng, chính xác, chú trọng thông tin chỉ đạo điều hành. Trong năm qua, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện xử lý thông tin trực tiếp ngay khi sự kiện đang diễn ra, giúp độc giả tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác với trên 13.000 trường thông tin. Cổng Thông tin Điện tử đã trở thành nguồn thông tin uy tín, tin cậy, hiệu quả, định hướng dư luận, được nhiều cơ quan sử dụng, dẫn nguồn và tra cứu thông tin. Lan tỏa thông tin một cách mạnh mẽ trên ứng dụng Si Thái Nguyên, nền tảng Zalo, Facebook, phối hợp liên kết website trên trang Cổng Thông tin Điện tử của các sở ngành địa phương trong tỉnh, huyện, xã và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Qua đó, thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh được nhanh chóng lan tỏa thông suốt từ tỉnh đến xã, để nhân dân và các cấp chính quyền kịp thời tiếp cận và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Phối hợp và đồng hành với các cơ quan báo chí trung ương để liên kết sản xuất, chia sẻ hàng trăm nội dung thông tin có tính định hướng dư luận, đặc biệt là những thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh có tính chất riêng biệt, tác động lớn đến xã hội, được nhân dân và dư luận quan tâm. Năm 2022, Trung tâm Thông tin hoàn thành 12 số đặc san Trà Việt theo lộ trình đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc san Trà Việt có quy mô 2.200 bản một số, đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức, là kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh, được phát hành rộng rãi đến các bộ, ngành, cơ quan báo chí trung ương, đại sứ quán 13 nước tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử 63 tỉnh, thành phố cả nước. Đồng thời được số hóa đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử để công chúng trong và ngoài nước tiện tra cứu đón đọc. Thực hiện 52 số công báo điện tử, đăng tải đầy đủ 100% các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Năm 2023, Trung tâm Thông tin đặt ra mục tiêu
tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng thông tin, tiếp tục ra mắt các chuyên mục, chuyên trang mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp tục thực hiện tốt việc biên tập, phát hành đặc san Trà Việt, công báo điện tử, khai thác hiệu quả hạ tầng số, tăng cường thực hiện các chương trình tọa đàm, đối thoại, trao đổi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, tận dụng tối đa công cuộc chuyển đổi số, làm hết việc chứ không hết giờ, Trung tâm Thông tin, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin trong năm 2023 và các năm tiếp theo, từng bước nâng tầm uy tín và vị thế của cơ quan truyền thông cấp tỉnh. Trung tâm Thông tin, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị.